tòa nhà có kiến trúc rất là độc đáo và rất là đẹp. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp và Huyên có thể chụp hình và ngắm toàn bộ Seoul ở đây ạ. Đi vào mặt đường ở trên cái đường cầu vồng ấy, ở trên là nước ấy. Dạ, cái khúc đấy thì ở trong phim rất là lãng mạn, và khi mà em đi qua nó thì mấy con cá nó bơi 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 nhìn đẹp lắm. Dạ, nhìn nó lạ mà em chưa bao giờ được thấy luôn.